Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Xin được hân hoan chào mừng các bác và toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh của cửa hàng. Và thưa các thân mến, trong clip tiếp theo buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 thì cho phép em sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bác. Chúc các bác có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Và cũng chúc cho toàn thể các bác gặp nhiều may mắn trong tháng mới này. Chúc các bác là vạn sự như ý. Thì thưa các thân mến, trong clip này thì em xin phép là sẽ giới thiệu rất là ngắn gọn. Em thanh lý đầu tháng mới 3 đôi loa hàng bãi xịn do công ty B3 Beta 3 sản xuất. Tất cả đều loa full bass 40. Em sẽ giới thiệu về tình trạng của sản phẩm, giới thiệu về giá của sản phẩm. Còn các bác sẽ nghe test, còn nghe phần test nhạc ở trên kênh test nhạc của cửa hàng các bác nhé. Các bác hãy xuống phần comment và phần mô tả để ấn vào đường link và sẽ nghe bài test của những đôi loa này. Thì thưa các thân mến, để các bác phải đợi chờ lâu, em giới thiệu luôn về model, về tình trạng và giá cả của những đôi loa này. Em có 3 đôi duy nhất mở bán giá gọi là thanh lý đi ạ, trong đầu tháng mới này. Đầu tiên đó là đôi loa B3, mã số là S215. Đôi loa sở hữu là một bát 40 từ 220 coin 100, tép từ 17 coin 7,6. Đôi loa này tình trạng là em đã xử lý lại loa bát, loa tép, zin, phân tần, zin. Giá là 14.500.000 đồng trên một đôi. Giá cho em chào bán tại cửa hàng. Ok chưa? Đôi thứ nhất 14.500.000 S215 bass 40. Đôi loa này thì tiếng bass đánh cực mạnh và tiếng tép rất là sắc nét chi tiết. Đôi thứ hai là đôi ở giữa B3 Beta 3, mã số là Z Mangzi 215, bass 40 từ 19 coin 8.0, tép từ 17 coin 7.6. Tép rất lớn các bác nhá. Đôi loa này em cũng xử lý lại loa bát, giá là 12.500.000 đồng trên một đôi. Đôi thứ ba là đôi HS15. Đôi này sở hữu một bát 40 từ 19 coi 8.0, tép từ 15 coi 4.4. Đôi loa này bát zin, tép zin, phân tần zin, có nghĩa là zin hết tất cả. Giá là 13.500.000 đồng một đôi. Ok chưa? Em có thể giới thiệu lại mọi người nhé. Đôi 13.500.000, các bác lưu ý các bác không cần phải nhớ đời, đúng không ạ? 13.500.000. Các bác chỉ cần hỏi đôi 13.500.000 còn không? Em báo còn thì các bác sẽ đặt cọc tiền. Đôi ở giữa 12.500.000. Các bác chỉ cần hỏi là còn không? Còn là các bác sẽ đặt cọc tiền, em sẽ gửi hàng. Và một đôi là 14.500.000. Ok chưa? Ba đôi. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm liên hệ sớm cho em đã thanh lý là nó sẽ lên đường luôn. Em khẳng định là như vậy. Vì tất cả những sản phẩm từ trước nay em đã nói em thanh lý là các bác đều mua ngay. Thưa các bác thân mến, có thể các bác sẽ chưa hiểu một tại sao thanh lý vẫn là mười mấy triệu. Nếu các bác hiểu được cái giá trị ban đầu của đôi loa thì các bác sẽ biết được cái giá này là rất là tốt. Đôi loa S215 này giá hiện tại đang khoảng 19.5 đến 20 triệu. Đôi loa Z Mangzi 215 này giá hiện tại đang khoảng 16.500.000. Đôi loa HS15 này giá hiện tại đang là 15.500.000. Vậy là giá của nó đã rất là quá tốt rồi mọi người nhé. Tình trạng em đã giới thiệu cụ thể. Mời các bác cùng xem phần em test âm các bác nhé, ở trên kênh âm thanh A Luân, kênh test nhạc. Và em sẽ gửi link ở phía dưới các bác nhé, phía dưới phần bình luận. Các bác cùng sang kênh test nhạc của cửa hàng và sang kênh mới cửa hàng để nghe em test âm và cũng để nghe trải nghiệm chất âm của nó luôn. Mỗi một model em chỉ có một đôi thôi, các bác liên hệ sớm cho em nhé. 12.5 này, 13.5 này, 14.5. Ok, em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.